Chelsea đang gặp khủng hoảng về mặt phong độ và lịch thi đấu của họ thì vô cùng khó khăn. Họ sẽ gặp Man City trong hai trận đấu liên tiếp trước khi chạm trán với nhau tại FA Cup vào cuối tuần. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp tại giải Ngoại Anh, một đấu trường mà Man City đặc quyết tâm nhiều hơn. Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 6 tháng 1. Thầy trò huấn luyện Pep Guardiola dù phải làm khách nhưng vẫn rơi giá cao hơn với kèo chấp 3/4 theo chó trên SC8. Trận hòa trước Everton vào tuần trước là một kết quả khá tai hại khi điều đó khiến Man City bị Arsenal bỏ xa tới tận 7 điểm. Quyết tâm chiến thắng có thể khiến nửa xanh thành Manchester thi đấu có phần vội vàng. Trong khi đó, với Chelsea, đội này đang chơi khá ổn trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong thắng lợi trước Bournemouth. Bên cạnh đó, thành tích đối đầu giữa hai đội cũng chỉ dừng ở mức cân bằng khi mỗi bên thắng 2 và hòa 1 trong 5 cuộc đọ sức gần nhất. Chúng tôi thêm về khả năng trận đấu sắp tới sẽ kết thúc với một tỷ số hòa và khi đó việc lựa chọn cửa dưới Chelsea sẽ là một chọn cái anh em nên cân nhắc hơn. Kèo tài xỉu cao đầu đêm nay đang được giảm mức 2/3. Như đã nói trên, Manchester City sẽ chơi khá vội vàng ở trận đấu sắp tới để nuôi hy vọng rút ngắn cách biệt với Arsenal. Đúng này sẽ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và điều đó có thể đẩy trận đấu diễn ra với một tốc độ cao ngay từ đầu. Tại 2/3, theo chúng tôi sẽ là một lựa chọn cái anh em có thể cân nhắc đầu tư ở trận đấu sắp tới.